bộ chăn ga gối nỉ nhung Hermes Luxury về hàng nhá các chị em nhá. Cái bộ này thì rất là ấm đẹp luôn, mà ga thì là ga phủ free size nhá, có size từ 1m2 đến 2m2 cho chúng mình luôn. Đây vỏ gối đấy ạ, họa tiết là thêu, viền là viền lông thỏ nhá, các đường trần rất là tỉ mỉ và rất là chắc chắn. Cái những cái bộ này này thì mùa đông chúng mình cứ cho vào máy giặt thoải mái luôn cho em nhé, mà không hề sợ bung chỉ hoặc là bật chỉ hoặc là xô gì cả luôn. Phía dưới này là ga ga đục trần này, đó ga đục trần cho chị em mình nhé. Mặt sau của ga đây chị em, và đây là chăn nhá, chăn này là chăn lồng đực ruột, chăn nỉ nhung lồng đực ruột, viền mép được may bằng lông thỏ, chăn lồng đực ruột, bộ này rất là xinh luôn. Và hiện tại shop đang về trước 7 màu. Ra đây. Cái chân này. Thế gì thế?